dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 22 tháng 4 năm 2022. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội, sáng và đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ.